Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Thái Sơn Beatbox. Và hôm nay thì Thái Sơn sẽ nói về một cái chủ đề mà thực sự đang rất là bức xúc. Bởi vì như các bạn đã thấy thì Thái Sơn đang chơi nhạc rất hay thì máy tính nó bị đơ mất. Phần mềm nó báo not responding, thế là không thể nào chơi nhạc được nữa. Vì vậy mà hôm nay Thái Sơn quyết định có một cái ý tưởng, đó là mình sẽ phải mua một cái PC, một cái máy tính bàn để mà mình có thể tải được cái phần mềm nặng như thế này. Thì khi mà làm nhạc thì thực sự có máy tính bàn với những cái cấu hình nó mạnh hơn thì chắc chắn cái việc làm nhạc của chúng ta sẽ nuột hơn rất là nhiều. Và ở trên cái phần mềm Ableton Live thì người ta cũng có khuyến khích một vài cái cấu hình. Thì hôm nay thì Thái Sơn sẽ cố gắng mua một chiếc máy mà do chính Ableton Live gợi ý cho chúng ta luôn. Thì Sơn sẽ quyết định chọn AMD Multicore làm cái bộ vi xử lý cho cái máy tính của Sơn. Và Sơn sẽ tới cái trung tâm nào bán thiết bị AMD gọi là lớn nhất Việt Nam luôn. Đấy, mình phải tới một cái nơi uy tín để mình sắm máy tính, đúng không ạ? Về làm nhạc thì Thái Sơn có những cái cấu hình gọi là tối thiểu như thế này. Thì ít nhất thì cái bộ vi xử lý của chúng ta phải thực sự mạnh. Mạnh thì khi đó thì khi mà chúng ta làm nhạc hay sản xuất thì thứ nhất là nó mượt, nó chạy, nó không có bị xung đột, nó không bị giật lắc. Thứ hai nữa là khi mà Sơn sử dụng rất là nhiều nhạc cụ ảo thì tỷ lệ máy bị đơ rất là cao. Chính vì vậy mà Thái Sơn sẽ chọn một cái vi xử lý thực sự mạnh mẽ. Thứ hai đó là cái RAM của Sơn hiện tại xài là 16GB nhưng mà có vẻ cũng không đủ nên Sơn sẽ quyết định tăng lên 32GB RAM. Tiếp theo nữa là cái bộ cái ổ cứng của Thái Sơn đang sử dụng thì nó chỉ có 128GB của SSD thôi nên Sơn quyết định là tăng cái SSD này lên 512. Mà như các bạn biết là SSD với lại ổ cứng mà HDD ấy, thì SSD xử lý nhanh hơn rất là nhiều. Chính vì vậy cái ổ mà mình đang cài đặt những cái phần mềm với lại là những cái plugin làm nhạc thì mình phải tăng cái dung lượng nó lên, đó là 512GB. Thì khi đó mới có thể đủ để có thể làm những cái plugin nó nặng. Nhiều khi có những cái plugin nó lên tới hơn 100GB là chuyện hoàn toàn bình thường. Vì vậy thì ổ cứng của Sơn sẽ là 512GB ha. Ngoài ra thì có những cái yêu cầu nó khác. Ví dụ cái main thì nó phải cắm được rất là nhiều cái thiết bị. Ví dụ như Sơn có MIDI 1 cây, 2 cây, rất nhiều cây khác nữa, và có sao cạc, có đàn, có rất là nhiều cái kết nối. Chính vì vậy mà cái main thì nó phải thực sự nhiều kết nối ha. Và ngoài ra thì Thái Sơn cũng cần một cái case, cái vỏ nó đẹp một chút để mà khi mà Sơn quay hình lên cho các bạn làm giáo trình hay là trình diễn thì nó cũng phải bắt mắt và nó phải nghệ thuật một chút ha. Đấy là những cái yêu cầu gọi là cơ bản của Sơn. Thì sau khi Sơn tới cái trung tâm thì Sơn sẽ hỏi họ thêm một vài cái yêu cầu nữa để xem là làm sao để Sơn có thể chọn ra được một cái máy tính bàn phù hợp với công việc của Sơn. Và Sơn có liên hệ trước với một cái trung tâm. Thì bây giờ mọi người theo chân Sơn nha. Thưa các bạn, chúng ta đang tới với Nguyễn Công PC, là chuyên những cái PC high-end workstation gaming. Vào xem nhé. Xin chào, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đang ở bên trong của Nguyễn Công PC. Và đây là bạn Phúc, là người mà nãy mà Sơn có gọi điện trước để mà có thể tư vấn cho mình một cái bộ trực tiếp hơn ha. Chào Phúc. Dạ, chào anh. Do anh Sơn là một trong những vị khách cực kỳ đặc biệt bên mình và cũng đã có trao đổi qua với mình trước, thế nên thì hôm nay mình sẽ mời anh Sơn có thể lên trên tầng 2 ở bên trên để có thể ngồi và trò chuyện cũng như là hợp lý tư vấn cho anh một bộ PC có thể gọi như là tốt nhất để anh có thể mang về sử dụng. Em xin mời anh có thể lên bên trên. Theo những cái nhu cầu của anh em có xem qua thì em cũng đã có hình dung được một cái cấu hình theo đúng như cái nhu cầu lúc ban đầu anh đưa ra rồi. Thì em có thể giới thiệu qua cho anh về cái bộ PC đó. Thực chất thì em thấy là các anh cũng là một người thực sự là khi mà nói quá nhiều về những cái thông số thì sẽ hơi bị khó hiểu. Cũng hơi khó hiểu mà khán giả của mình cũng sẽ chắc là hơi khó hiểu chứ. Nên thì em sẽ giới thiệu qua tương đối và tương đối và làm sao cho tất cả mọi người có thể xem video này có thể hiểu một cách rõ nhất. Thì đầu tiên em sẽ lựa chọn cái yêu cầu của anh, như em cũng có tham khảo qua cái phần mềm đó. Thì nó cần cho mình một con CPU
có nhiều nhân để có thể xử lý tốt được cái công việc. Và như anh có nói là khi mà mình chỉnh sửa hay là mình làm nhạc, cái mood nó là cái cực kỳ quan trọng. Đúng rồi. Đấy, mình preview mà nó bị giật thì thực sự đến bọn em cũng thường xuyên làm video, bọn em cũng hiểu cảm giác đấy. Okay. Nó sẽ gây nên một cảm giác nó hơi bị gọi là ức chế một chút. Yeah. Thế nên thì vi xử lý mà em lựa chọn cho anh ở trong cái cấu hình này nó được coi như là vi xử lý mạnh nhất của nhà AMD. Đấy. Mạnh nhất của nhà AMD. Ok. Và nó là vi xử lý AMD Vision 9 5900X. Con này thì nó đáp ứng được hai cái tiêu chí. Nếu như bình thường khi mà chúng ta đi mua PC thì họ sẽ cần một con CPU có thể là xung nhịp cao hoặc có thể là nhiều nhân, mà con này vừa có xung nhịp cao lại còn nhiều nhân nữa. Ok. Và thì con này thì mức giá cũng hơi cao nhưng mà em nghĩ là để phục vụ cho nhu cầu công việc thì nó hoàn toàn xứng đáng. Khoảng bao tiền? Con này thì nó rơi vào tầm cỡ khoảng 16 triệu. 16 triệu. Vẫn được, vẫn ok, không chưa đến mức gọi là hết hồn đâu. Dạ dạ. 16 triệu. Ok. Cái thứ hai nữa thì em thấy cái nhu cầu của anh cũng rất là cần một bộ PC là cần có thể là cắm được nhiều cái thiết bị như là sao càng hay là các thiết bị âm thanh khác để anh có thể nghe làm sao cho cái chất lượng nó thực tế nhất, và đặc biệt là khi mà chúng ta nghe với lại nhiều cái thiết bị khác nhau. Yeah. Âm thanh nó vẫn phải đảm bảo được. Cái này là thực tế ra là cái công việc của Sơn nó đòi hỏi như vậy. Vâng. Bởi vì nếu như mà bạn xem cái dàn thiết bị của mình ở nhà mình cơ, nó là đàn sao cạc, nào là máy, rất là nhiều các vâng. loại để mà kết nối. Nếu mà mình không nhầm thì khoảng 10 cái kết nối cơ. Vâng, đấy. Thì em sẽ lựa chọn cho anh một cái bo mạch chủ. Ok. Bởi vì nó sẽ là một cái linh kiện có thể cắm được tất cả các thiết bị vào. Ok. Chiếc bo mạch chủ này nó cũng sẽ dành cho những ai mà chúng ta làm content creator giống như là bản thân anh ấy. Yeah. Và thì chiếc bo mạch chủ mà em lựa chọn ở đây là con B550 Pro Art đến từ Asus. Con này thì em có thể giới thiệu qua khoan nói về hiệu năng, nhưng mà những cái tính năng đi kèm của nó thì nó có rất nhiều. Thứ nhất là nó support cho anh rất là nhiều các cái cổng, từ cổng kết nối các thiết bị ngoại vi. Ok. Thứ hai là nó có cổng Thunderbolt 4, khi mà anh truyền dữ liệu nó cực kỳ nhanh nhất ở thời điểm này luôn. Bây giờ chuẩn, trước đây các năm về trước sẽ là chuẩn Thunderbolt 3, nhưng bây giờ là Thunderbolt 4, tốc độ đọc vi của nó lên 40 gigabit một giây. Ok. Rồi nó cũng có những cổng USB USB A, ba các cổng bình thường anh cắm USB vào ấy. Yeah. Đấy thì nó cũng là chuẩn mới nhất là USB Gen 3.2 luôn. 3.2 có nghĩa là nó mới nhất luôn. Thế các bạn là tức là hình như có vẻ Sơn hơi tụt hậu đúng không? Mình không có update cái chuyện này nên từ ra mình nghe nhiều cái mới vết. Dạ. Thì 16GB RAM như anh có nói là ở trên cái cấu hình cũ anh đang dùng thì em thấy là nó cũng là một cái dung lượng đủ với lại những cái người dùng cơ bản rồi, nhưng mà dù sao chúng ta còn làm việc, chúng ta đúng còn rồi. Làm nhiều thứ nữa. Ngoài làm nhạc thì em nghĩ là chúng ta cũng sẽ có một cái giai đoạn ở đấy chúng ta chỉnh sửa video. Ví dụ như anh đưa cho editor của anh có thể làm những cái animation ở trên cái video bằng After Effects. Đấy. Thì em sẽ lựa chọn cho bộ PC của anh một cái dung lượng RAM sẽ là khoảng 32GB. Tức là cắm 4 thanh luôn. Nó cũng có LED RGB đẹp để cho cái bộ PC của anh nó trông trở nên đạt hơn đấy. Rồi về SSD nữa đi. SSD thì 128GB như cái bộ PC của anh cũ thì em thấy là nó hơi ít thật. Là ít. Hơi quá, hơi ít, gần như là cài Win xong là chúng ta không còn gì để chúng ta có thể cài thêm các app sử dụng nữa rồi. Thì em cứ lựa chọn cho anh một cái SSD. Nó không quá nhiều đâu, nhưng mà nó đủ và rất là thoải mái. Là bao nhiêu? Là 512GB. 512GB. Từ 128 lên 512 cũng giải quyết khá khá đấy. Vâng. Yeah. Thì anh có thể yên tâm thoải mái trong cái việc là chúng ta có thể cài app rồi cài tất cả mọi thứ, hay kể cả copy dữ liệu vào anh làm project đó trong thời gian ngắn để anh chạy deadline. Đấy, thì nó cũng thoải mái cho anh. Và còn về vỏ cây thì đấy, một cái vỏ cây em cũng đã xem qua một cái vỏ cây mà nó có thể đáp ứng được cái yêu cầu của anh. Thứ nhất là nó phải màu mè, thì nó phải làm sao cho nó thu hút khi mà ta nhìn vào, hay là việc mà decor ở góc làm việc của chúng ta thì nó cũng khá là cần thiết, bởi vì khi mà bộ PC hay là góc máy làm việc đẹp thì mình cũng có thêm nhiều cảm hứng để làm việc mà. Cái đấy thì bây giờ nó gọi là trend, xu hướng rồi. Trend, xu hướng. Thì em lựa chọn cho anh một cái vỏ cây đến từ Asus, là con Asus Tuf. Kích thước của nó khá là to. Con này thậm chí là anh lắp
HDD để anh có thể lưu trữ dữ liệu và thoải mái luôn. Thứ hai nữa là sau này việc mà bây giờ anh sử dụng một cái hệ thống thẩm định nước all in one mà anh không thích, sau này anh muốn làm custom cho bộ PC thì cũng hoàn toàn thoải mái. Ok. Đấy. Và nó kích thước không gian rộng, thế nên thì cái việc mà tản nhiệt cho cây thì nó cũng sẽ trở nên tốt hơn. Dạ. Vâng. Còn một cái nữa đấy chính là về phần card đồ họa. Card đồ họa. Một cái em thấy là bây giờ người ta quan tâm cái này khá nhiều, đặc biệt là các anh em gamer. Dạ. Yeah. Mình không chơi game bao giờ nhá. Mặc dù mình biết là game có rất là thú vị nhưng mà mình không chơi game bao giờ. Vâng. Nhưng mà mình có hay chỉnh sửa video trên Premiere. Vâng. Dạ. Yeah. Thì để có thể chỉnh sửa video với cái yêu cầu về mức giá của anh, yeah, cái công việc của anh, thì em cũng đã lựa chọn được một chiếc card đồ họa rất là phù hợp. Đấy chính là con AMD Radeon RX 6600XT phiên bản ASUS ROG Strix. Con này thì có thể nói qua cho anh là nó là dòng ROG Strix, tức là dòng cao cấp nhất của ASUS. Ôi. Và cái xử lý đồ họa bên trong thì nó đến từ AMD. Con này thì hoàn toàn có thể giúp cho anh có thể chỉnh sửa nhạc, chỉnh sửa video một cách online. Các bạn nha, nhớ câu đầu tiên Sơn đang ở nhà là Sơn có 55 đến 60 triệu. Ôi giờ nãy giờ tư vấn toàn cao cấp thế này, tôi không biết tôi đủ tiền hay không. Đấy, sơ qua thì nó gần như là đầy đủ tất cả những cái linh kiện rồi. Bây giờ chắc là mình chuyển sang cái phần cho mình xem nó đi. Nãy Sơn nói nó khá là nhiều, đang hơi tò mò không. Đấy, biết thì là cái hình... em sẽ nhờ các bạn kỹ thuật okay. Setup và cho anh xem qua những cái linh kiện, sau đấy chúng ta sẽ lắp và anh sẽ trải nghiệm. Ok, các bạn hãy chờ xem nha. Bên các bạn nhân viên kỹ thuật sẽ lắp ráp để chúng ta xem được cái cục của Sơn như nào. Vì nãy giờ đang nói như này trước mặt Sơn là người ta cứ làm lắm. Lát nữa mình xem thử cái máy nó như nào ha. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang. Hello, xin chào tất cả mọi người. Và đây chính là sản phẩm mà nãy giờ là chúng ta đang được tư vấn rất là nhiều. Vì đây là kết quả sau khi mà nhân viên kỹ thuật lắp ráp xong ha. Các bạn nhìn thấy ở bên trong các thứ. Và đây là cái mà sản phẩm mà chắc là ban đầu hình như là Phúc tư vấn cho mình đúng không? Đúng rồi, con này là đắt nhất đấy anh, gần như đắt nhất trong đây. Dạ. Lấy này ra thì đây là, thứ nhất là về ngoại hình thì nó là một màu đen. Màu đen là màu mà Sơn rất là thích nhá. Sơn chỉ có thích hai màu là màu đen và màu đỏ thôi. Thì đây là cái, nói chung là khi mà nó màu đen thì nhìn nó khá là kiểu sang ấy. Đấy. Nhưng mà bên trong thì nó cũng có rất là nhiều cái, thứ nhất là cái quạt này, rồi là RAM này, nó sẽ có rất là nhiều cái màu sắc đấy. Nó kiểu nhấp nháy khi mà chúng ta mở nhạc, có thể là nó nhảy theo nhạc luôn đúng không? Dạ, thì vâng, nó vâng. Cũng khá là hợp lý. Đấy. Và ngoài ra thì mình thấy cái case này nó khá là rộng á. Sau này để mình lắp thêm mấy cái thứ khác nữa được cũng được đúng không? Dạ vâng, anh lắp thoải mái luôn. Sau này anh lắp tản nhiệt nước xung quanh đây. Dạ. Yeah. Cứng vào. Hay okay. Anh lắp cổ cứng vào thì cũng rất là thoải mái. Hợp lý. Vâng. Đấy. Đây. Màn hình ProArt cũng màu đen. Ở đây là mình thấy có một cái thước ha. Dạ vâng. Đây là con màn hình ProArt 278QV để người nhà của ASUS. Con này thì cũng được dân anh em thiết kế đồ họa lựa chọn rất là nhiều. Tất cả những cái linh kiện bên trong đây thì như lúc ban đầu em có lựa chọn thì sẽ đều đến từ ASUS, còn công nghệ bên trong sẽ đến từ AMD. Thì anh có thể yên tâm, thứ nhất là nó rất là match với nhau về thiết kế này. Thứ hai nữa là về những cái công nghệ bên trong thì nó đồng bộ, nó không gặp phải những tình trạng liên quan tới xung đột ở bên trong từ phần mềm hay là trong một tình trạng sử dụng. Cũng như là lúc mà anh có thể thấy đây chính là về phần LED của nó này, thì nó sẽ được sync với nhau tất cả những cái linh kiện này. Đấy. Hey, bây giờ mình sẽ trải nghiệm thử với phần mềm của mình đi. Trải nghiệm xem là bộ PC mới thì nó có mượt hơn PC cũ của nhà không. Ok. Yeah. À, bao nhiêu tiền nhỉ? Nói lại cho các bạn khán giả biết. Nếu như chưa tính màn thì tổng giá trị của bộ PC này sẽ là khoảng 57 triệu. 57 triệu. Wow. Nói chung là nếu mà chi phí 57 triệu thêm cái màn này bao tiền nhỉ? Cái màn này theo em được biết thì nó dao động trong khoảng là 8 triệu. 8 triệu thì nó tổng vào nó sẽ 65 triệu. Thank you.
Ok, như vậy thì chúng ta đã được vừa nghe qua một cái đoạn nhạc mà anh Thái Sơn làm cực kỳ nhanh, nhưng mà bản thân mình nghe thấy đi nghe lại khoảng vài lần thôi thì cũng cực kỳ cảm thấy rất là ấn tượng với bài nhạc này. Không biết là cái thời gian khi mà nó dài hơn nữa thì các bạn biết là cái độ khủng khiếp của bài nhạc nó sẽ chất lượng đến như thế nào. Một lần nữa thì mình muốn hỏi thêm anh Thái Sơn một chút là trong quá trình khi mà anh vừa trải nghiệm qua cái bộ PC này để có thể làm việc thì anh thấy là nó có xứng đáng với lại những gì mà anh kỳ vọng từ lúc đến đây không? Yeah. Thì đầu tiên là về cái ngoại hình là Sơn cực kỳ ưng, với nó là một cái màu mà Thái Sơn rất là yêu thích ha. Về cái không gian nó khá là rộng, cũng như là tất cả các linh kiện mà nãy giờ Phúc tư vấn thì nó chạy khá là mượt mà rồi. Còn về cái cá nhân của Sơn, mà sau khi mà Sơn mở cái phần mềm làm nhạc ra và mình làm những cái công việc mà mình yêu thích thì thực sự là nó rất là mượt. Tức là như các bạn đã thấy nãy Sơn chơi nhạc thì hầu như chỉ có khoảng tầm 5 phút thôi là Sơn đã hoàn thành xong cái bài nhạc này rồi. Tức là thứ nhất nó rất là nhanh và nó rất là mượt. Đó là cái trải nghiệm của Sơn ngày hôm nay. Dạ. À. Thì một lần nữa thì em cũng cảm ơn anh Sơn đã ghé qua đây và tin tưởng ủng hộ ở bên em. Yeah. Và cũng rất là em cũng rất là mừng ấy khi mà có thể tư vấn cho anh về một cái bộ PC ưng ý theo những gì mà anh đã yêu cầu đối giản với em. Yeah. Thì hôm nay thì thực sự Sơn cũng rất là cảm ơn đặc biệt tới Phúc cũng như là store của Nguyễn Công đã cho Sơn cái cơ hội mà ở đây để trải nghiệm và phục vụ cho đến tận bây giờ này. Giờ là cũng khá là lâu rồi, mất thời gian Phúc quá. Nhưng mà rất là may là chúng ta đã có được một cái PC rất là hợp lý. Và nếu như tất cả các bạn thực sự là các bạn yêu thích làm nhạc và các bạn muốn sở hữu những cái thiết bị giống như Sơn thì các bạn hoàn toàn có thể truy cập cái link bên dưới để mà mua những cái thiết bị này nhá. Và rất là hy vọng có những cái mã giảm giá cho các bạn. Đấy. Đọc mã giảm giá anh Thái Sơn yên tâm thì bên mình sẽ có discount. Đấy. Và cái clip này đến đây là kết thúc rồi và rất là cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip từ đầu cho đến giờ và xem thấy cái PC là cái mà Sơn đã sở hữu tiếp theo và đồng hành cùng với Sơn trong suốt thời gian tới nhá. Và nếu các bạn nào yêu thích thì đừng quên subscribe kênh của Thái Sơn cũng như là đón xem vào video tiếp theo. Một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại.